Vào cuối tuần qua, thì dự án Việt Nam Big Build 2018 do Tổ chức Habitat Việt Nam đã phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị của tỉnh Đồng Tháp và Ủy ban Nhân dân huyện Cao Lãnh thực hiện đã chính thức khép lại. Thông qua chương trình lần này, thì 21 ngôi nhà khang trang, vững chắc đã được cắt băng khánh thành và bàn giao cho 21 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Sau đây là ghi nhận của phóng viên FBNC tại Đồng Tháp. Chân bị tật do sốt bại liệt từ nhỏ, anh Nguyễn Văn Dũng, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, hàng ngày đi bán vé số để lo cho cuộc sống gia đình. Với số tiền ít ỏi kiếm được là 150.000 đồng một ngày, hai vợ chồng chỉ mong lo được cái ăn, cái mặc cho các con, mong các con được cắp sách đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Còn ngôi nhà là một mơ ước quá xa vời. Mong ước có căn nhà tươm tất rồi gắng lao động sản xuất. Thế nhưng điều mà anh chưa từng dám ước mơ đó hôm nay lại trở thành sự thật. Ngôi nhà của anh đang được hoàn thiện từng ngày nhờ chương trình Việt Nam Big Build. Nghĩ hồi đó tới giờ không được một nhà. Mà chả có mừng. Giống như anh Dũng, 20 hộ gia đình khác tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cũng sẽ có được ngôi nhà của mình nhờ vào chương trình này, đặc biệt là sự hỗ trợ trực tiếp từ hơn 230 tình nguyện viên nước ngoài. Ngày 9 tháng 11, đại diện của 21 hộ gia đình đã cắt băng khánh thành trước sự chứng kiến của tình nguyện viên nước ngoài, đại diện Habitat và lãnh sự quán Hoa Kỳ. Cùng ngày, đại diện ban tổ chức Việt Nam Big Build cũng đã trao chìa khóa tượng trưng cho các hộ gia đình. Mỗi ngôi nhà có giá trị 45 triệu đồng và dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong đầu năm 2019. Là thấy mừng dữ lắm. Hồi nào giờ không nhà thì nó gách, rồi giờ thấy khỏe rồi, khỏi như giờ giờ có nhiều ăn nhiều khỏi lo ăn nhà nữa. Tôi cảm thấy rất may mắn vì đã trở thành một thành viên của chương trình này và giúp cho gia đình có một căn nhà cho riêng họ. Họ thật sự là một gia đình tuyệt vời. Chúng tôi có những cuộc trao đổi thú vị cùng với những đứa trẻ đáng yêu với ước muốn đơn giản là có nơi nào đó để ngủ. Tôi cảm thấy tôi thật may mắn khi có thể chia sẻ, đóng góp phần nhỏ bé của mình để biến những ước mơ trở thành hiện thực. Nhu cầu về nhà ở các nước rất khác nhau. Ở Boulder, Colorado, những ngôi nhà rất đắt đỏ và tốn một khoản chi phí khá lớn trong thu nhập hàng tháng của tôi. Trong khi ở đây thì mọi người chỉ cần một ngôi nhà đủ vững chắc và đủ tiện nghi để sống. Vì thế chúng tôi tin rằng ai cũng đều xứng đáng có một nơi an toàn, thoải mái để sống. Bên cạnh sự hỗ trợ về nhà ở của chương trình Việt Nam Big Build 2018, chính quyền địa phương cũng sẽ có phần vốn đối ứng để hỗ trợ người dân, tạo điều kiện cho người dân tăng gia sản xuất, ổn định cuộc sống. Về góc độ của địa phương thì sẽ có một cái phần vốn để đối ứng cùng với dự án trong cái việc hỗ trợ xây nhà cho người dân. Và trong thời gian sắp tới thì về góc độ chính quyền địa phương sẽ có cái sự quan tâm hơn đối với những cái hộ đã được hỗ trợ nhà để giúp đỡ họ. Sau khi được nhà thì họ sẽ yên tâm để mà làm việc, phát triển kinh tế gia đình mình để vươn lên thoát nghèo bền vững. Tính đến tháng 6 năm nay, Habitat Việt Nam đã hỗ trợ nhà ở cho hơn 14.600 hộ gia đình, đồng thời tập huấn cho hơn 120.000 người về quản lý tài chính, phòng chống thiên tai và thực hành vệ sinh, nước sạch và môi trường. Tôi thật sự rất vui khi kế hoạch này ngày càng phát triển và nhân rộng ra hơn 9 tỉnh thành khác nhau ở cả nước. Chúng tôi đang tìm kiếm những sự giúp đỡ, tương trợ từ chính quyền và các nhà hảo tâm, cũng như từ cộng đồng để có thể chung tay xây dựng nhà cửa. Để từ đó những gia đình này có thể có tương lai tươi sáng, nền giáo dục tốt và một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mỹ và Việt Nam hiện nay đã có những mối quan hệ hợp tác toàn diện và Mỹ cũng đã có những hỗ trợ cho Việt Nam. Chúng tôi hiểu được nền tảng mối quan hệ của chúng tôi là sự kết chặt tình người. Vì vậy, chúng tôi rất vui được ở đây để hỗ trợ cho một tổ chức như Habitat for Humanity, nơi các tình nguyện viên đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, đóng góp thời gian và sức lực của họ để xây dựng những ngôi nhà cho người Việt Nam. Tôi nghĩ đây là minh chứng cho sự thay đổi mà cá nhân có thể làm cho một cộng đồng. Hiện Habitat Việt Nam đang triển khai dự án ở nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước, cụ thể là tỉnh Hòa Bình, Thái Bình, Phú Thọ và Thái Nguyên ở miền Bắc, tỉnh Quảng Nam, Hà Tĩnh ở miền Trung và tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp tại miền Nam.